Hello tất cả các anh em, Samat vừa mới cho ra dòng loa di động có quay sách để anh em có thể mang đến bất kỳ nơi đâu, đồng thời kết nối Bluetooth không dây và tương thích với nhiều nguồn phát hiện tại. Đó chính là SB206 mà Thu Phương đang xách trên tay đây. Về thiết kế bên ngoài thì cơ bản em này có một nét cổ điển khá là lạ, khác so với các dòng loa Bluetooth hiện đại ngày nay. Đặc biệt là chất âm thanh của em này thì phù hợp với rất nhiều dòng nhạc, từ những ca khúc sôi động cho đến dòng nhạc trữ tình êm dịu mà giá thành lại vô cùng hợp lý. Vậy thì SB206 này có đáng mua hay không? Nên bây giờ Thu Phương sẽ giúp anh em có thể đánh giá em nó nhé. Nếu so với những sản phẩm loa di động trước đây của Samat, SB206 rõ ràng cho thấy sự tinh tế với thiết kế gọn gàng, nhã nhặn, pha trộn đường nét cổ điển với những chi tiết hiện đại tạo nên một tổng thể hài hòa. Xung quanh viền loa được bao bọc cao su giúp hạn chế bóp méo khi bạn lỡ tay va đập loa. Mỗi loa di động Samat SB206 cũng được trang bị quai sách giúp người dùng tiện bề di chuyển. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý chính là thay vì dùng quai bằng nhựa cứng, nhà sản xuất đã chọn vật liệu da nhân tạo tông sệt tông với sắc nâu trầm của loa trông mộc mạc nhưng chắc chắn và đáng tin cậy như ý nghĩa của gam màu đặc biệt này, vừa thể hiện sự sang trọng mà còn mang một nét độc và lạ cho sản phẩm. Ẩn sau lớp lưới kim loại của Samat SB206 là hai loa toàn giải 3,1 inch, công suất là 15W mỗi loa, cho tổng công suất RMS đạt mức 30W, hứa hẹn không chỉ đủ sức làm nóng không gian giải trí gia đình mà còn có thể gây sự chú ý khi sử dụng loa trong những môi trường mở. Đương nhiên, mẫu loa không dây Samat SB206 được nhà sản xuất ứng dụng công nghệ kết nối Bluetooth 4.2, giúp tiết kiệm năng lượng hơn trong khi vẫn không làm giảm chất lượng âm thanh từ nguồn phát. Sản phẩm mới cũng được kế thừa những tính năng như nghe nhạc trực tiếp từ bút nhớ USB, thẻ nhớ microSD và đương nhiên từ cả ngõ analog 3.5mm. Ngoài khả năng tương tác thông qua smartphone để chuyển bài hát, tạm dừng, phát, điều tiết âm lượng, Samat SB206 cũng cho phép fan của hãng này điều khiển trực tiếp qua các nút chức năng bố trí ngay trên đỉnh loa khá tiện lợi. Nào, bây giờ Thu Phương sẽ kết nối thử Bluetooth để test thử âm thanh của con này cho anh em nghe và đánh giá nhé. Thank you.
Đánh giá chung thì em Samat SB206 này có thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, đúng tiêu chuẩn của loa di động. Về chất âm thì rất là khỏe và ok, đặc biệt lại có giá siêu hạt rẻ là 995.000 đồng. Đó là giá trên thị trường. Còn nếu như anh em nào mà đặt mua bằng cách là để lại số điện thoại ngay dưới video này thì sẽ được giảm ngay 126.000 miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh đấy. Đây là nhanh tay đặt hàng, số lượng có hạn nha anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.